Chào mừng quý vị đến kênh YouTube của mình Audio Sài Gòn. Trong video này thì mình giới thiệu chia sẻ tới các bác anh em 4 quả loa súp đến từ thương hiệu của JBL và Sherwin Vega. 4 quả loa súp này thì đều sử dụng cấu hình bass là 20, nhưng mà dòng 20 đánh rất là tốt trong không gian phòng từ 25m2 trở lại. Đây sẽ là dòng loa súp trầm hỗ trợ cho các cho các cái bộ dàn của chúng ta trong gia đình thiếu giải trầm cũng như là thiếu giải bass khi mà chúng ta karaoke. Và khi mà karaoke thì rất là cần yếu tố là giải trầm. Vâng, thì mình sẽ giới thiệu cho các bác anh em trong video này với mức giá rất là tốt, thì các bác anh em nhớ chú ý theo dõi nhá. Rồi, quả trầm đầu tiên là quả trầm Sherwin Vega bass úp đất có 4 cái chân zin ở đây, bass 20 rất là mạnh. Quả loa trầm Sherwin Vega này có mã model là AVS Sub 8. Con này rất là gấu, cắt giải tần lên đến 35Hz thôi nha, 35Hz. Trung bình cái hẹt này nó quyết định rất là nhiều đến cái độ trầm. Cái vỉ mạch này nó cắt được giải trầm rất là nhiều, 35Hz. Cho quả Sub Sherwin Vega này. Quả súp này thì nó sử dụng cái nguồn điện là đa cầu, cho phép chúng ta sử dụng nguồn điện của Mỹ hoặc là điện 230V, dây nguồn rời. Đây là công tắc tắt bật. Con này cho công suất rất là gấu anh em nhé. Đây là đường tín hiệu line in cũng như là các cái volume này, rồi cắt tần và các cái chế độ pha xe, chế độ nghe của loa trầm. Quả loa trầm này thì có cái chiều cao là 38cm. Chiều cao này 38cm và chiều ngang chiều sâu là hình vuông 33cm. Quả loa trầm đến từ Sherwin Vega này rất là hay, cắt giải tần 35Hz, có mức giá là 3.500.000 đồng các bác nhá. Loa zin nguyên bản, hoạt động tốt, chơi tốt trong cái không gian phòng của chúng ta. Tiếp theo là quả loa trầm sub, mã model là JBL sub 135, cũng sử dụng một quả trầm bát 20 úp đất thông hơi phía trước. Ở đây thì mình quay về phía sau. Con này thì nó cho công suất của chúng ta lên đến 200W, sử dụng nguồn điện 120V, cũng có crossover rồi các cổng vào thông thường. Con này có mức giá là 2.900.000 đồng, loa đẹp các bác nhá. Mình sẽ quay về phía trước, đây là thông hơi rất là bự, 2.900.000. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho các anh em một quả trầm tích hợp luôn 5.1, tức là quả trầm JBL này là dòng cinema, tức là dòng nghe nhạc và xem phim. Bản thân quả trầm này nó sẽ có 5 đường ra loa. 5 đường ra loa là chúng ta có thể về tự đấu vào những loa con của chúng ta, hoặc các bác nào thích chế cháo thì các bác đấu vào thêm 5 loa con nữa là có thể sử dụng quả trầm này để nghe nhạc và xem phim. Ngoài ra thì nó có cái chế độ hiển thị ở đây cũng rất là đẹp mắt, volume bằng các cái nút nhấn như thế này, và có 5 chế độ nghe nhạc. Chúng ta có thể nghe chế độ stereo, 3 stereo và các cái chế độ phantom project này. Con này thì hỗ trợ cho chúng ta là input 2 cổng vào, lỗ thông hơi. Con này rất là nặng, nhìn nó rất là đẳng cấp và sang trọng, có 4 cái chân đỡ ở phía dưới như thế này. Mình sẽ quay kỹ con này một chút thì các bác anh em nhớ dành thời gian theo dõi này. Con này nha, nó rất là nặng, nặng lắm luôn. Đó, và phía sau đây là dòng loa sub 300. Chúng ta sẽ nhìn thấy chữ là singer cinema, hỗ trợ cho chúng ta là 2 cổng vào này. Và đây là mình đã nói này, nó sẽ cho chúng ta là 5 cái đường ra loa như thế này. Thì các bác về đấu loa vào đây để chúng ta có thể nghe nhạc, nghe như một dàn âm thanh luôn, không cần phải âm ly lằng ngoằng nữa. Con này nó cho công suất rất là gấu, 650W, điện là 120V. Ấy, rất là nặng. Con này thì thị trường khá là cao, các bác có thể là đánh chữ JBL sub 300 cinema để chúng ta thấy giá con này trên thị trường rất là cao, nhưng mình bán trong video này thì mình sẽ bán một cái mức giá tốt cho anh em, chỉ 3.500.000 đồng mà thôi cho quả loa sub này nhá, JBL dòng cinema. Tiếp theo là quả sub cuối cùng, quả sub JBL sub 300 SB 300. Con này thì nó có một cái thiết kế dạng hình tháp, chiều cao rất khoảng 1-2, nó cao khoảng gần 50 đấy ạ. Đấy, cao khoảng gần 50, bát 20 úp gầm. Con này thì trưng bày đẹp, tiếng cũng khá là hay. Để trong phòng thì rất là gọn,
dạng hình tháp các bác nhá. Cũng có hai xeo chỉnh ở đây, SP300 của USA. Đấy. Con này bát 20 các bác nhá, có thông hơi ở dưới gầm luôn. Mình sẽ mở ra luôn cho các bác xem. Tại nhiều bác không có biết vô mạng. Đây là bát 20 gân cao su zin nguyên bản luôn. Bát 20 và một thông hơi rất là lớn ở đây. Con này đánh trầm rất là hay. Và bày cũng rất là độc và đẹp. Con trầm này thì mình sẽ bán cho các bác anh em với mức giá là 2.9 triệu nha. Các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Vậy là mình đã giới thiệu đến các bác anh em 4 quả trầm Serwin Vega Z-Bell với mức giá rất là tốt. Thì các bác anh em nào có nhu cầu tăng thêm cái giải trầm cho bộ dàn của chúng ta hay là hỗ trợ cho các hát karaoke thì các bác vui lòng liên hệ cho mình. Em mình sẽ đóng hàng và gửi cho các bác anh em nhé. Chân thành cảm ơn các bác anh em rất là nhiều. Thân ái và chào tạm biệt các bác anh em trong những video tiếp theo.